ơi, 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 dính nè, dính nè. Tôi dính nè chú ơi. Tôi dính chú ơi. Để quá chú ơi. Căng đua ra chú ơi. Dạ ơi. Tôi dính chú ơi. Thấy rồi. Đừng có giành ăn với già này một hai con chuột tới đâu mấy chú. Tôi. Mấy chú còn trẻ, mấy chú còn thời gian, mấy chú ăn nhiều, tôi ăn mấy bữa nữa xong rồi cái đó ơi. Lấy à. Hello, chào bạn. Chào bạn đến với kênh Anh Bảy Đúng TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn dắt anh em đi quay clip nha. Út này bận đi cắt lúa rồi. Mình thì nay sẽ làm chủ kênh, mình sẽ dẫn dắt anh em đi bắt chuột. Dạ. Ê, mày có tiền không mày đòi làm chủ kênh mày? Ủa bắt chuột cần gì tiền? Ừ, quay clip qua có tiền chứ mày. Ừ. Tao mới quay chứ. Đúng rồi đó. Chiều nhớ về phát lương nha. Đầy đủ rồi cho anh em đi học nữa. Nghe chủ kênh. Ok, tôi thông báo luôn. Anh em nào đi học thì phát lương, có nhà thì khỏi. À. Rồi về đi. Đâu đi. Trời ơi, không đưa tiền cho tôi đi. Để dẫn thôi chứ em quay giùm Út rồi Út trả lương. Đúng rồi. Ừ, thà đó vậy. Út trả lương cho mình mày còn tao có gì đâu. Giờ anh em đồng ý đi bắt chuột không? Đồng ý. Nghe thấy ra ngoài đồng còn bắt. Rồi, xuống bắt đi. Rồi, cắt thôi bắt. Lấy lưỡi liềm ra cắt đi, có chuột à. Rồi. Rồi, giờ đi mua thẳng cái lưỡi liềm đi. Mình cắt hết con này người ta trả tiền mình dữ lắm. Hết con này chắc con người ta bắt đầu á. Đâu có, mình cắt hết con này mà mình đập ra luôn chắc cũng được vài triệu á. Nhưng mà xong khu này rồi mình đem chôn luôn. Quá mệt. Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong cùng. Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong cùng. Có đi quay không thầy? Con chim này hót trong quần thầy, hót trong vườn mà. Ê mập, tao ra chủ đề bắt chuột nha, không có đi bắt cá. Chủ kênh khó lắm em ạ. À. Nếu mà em không làm theo chủ kênh á thì nó cắn em chết. Nó cắn em chết. Cắn cái nào? Em phải con ó đâu mà cắn. À, quên trừ nó chết. Ơi, bãi ơi, đừng có chửi lương em mà. Chửi thiếu mập mà. Sao? Mua để ít chuột nè. Mấy thằng lính mà bắt không được con nào ha. Xử đẹp luôn. Thằng chú kênh mà láo láo á là quất luôn. Tao chú láo thì quất tao rồi. Để coi giờ mày có không. Vừa cầm cho mấy tụi nó nữa. Mập bươi hen luôn các bạn ơi. Bỏ đi.
Ôi trời, bật cam không kẹo các bạn ơi, con chuột nó bự lắm. Chuột cơm. Nè nè nè. Dính. Rồi, dính. Một em chuột lứa nữa nha các bạn. Lùi luôn. Ê. Dính hả? Mày quay tao mày. Làm gì? Mày quay tao. Rồi. Có sự hiện diện của mình nha các bạn, chứ không phải là mình thu âm nữa đâu. Trời ơi, đã bắt dở còn hiện diện chi nữa. Đây, đây là ông đĩa đang coi đất nha các bạn. Nằm đây giữ lúa người ta rồi. Có chuyện dở nó lên đâu. Ý ba. Này mày thấy sao? Này tao thấy cuộc đời đúng là bất công thiệt. Thì cuộc đời bất công nên có lòng có hẳn đâu. Thì cuộc đời bất công nên có lòng có hẳn đâu. Lửa trốn. Dân mừng. Đúng rồi. Mấy cổ khóc. Sao khóc? Cổ đâu nổi đâu, chúng mà. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn ngược lại, người ta thất, mấy cổ người vui. Chứ sao không? Sao? Tại vì ít bao quá. Trời ơi, vậy cũng đi nói nữa. Mà vô đây chút nữa mấy cắt nồi nồi sầu mày luôn á. Cắt gì đâu. Hồi chút nữa thằng kia thấy tổ nồi chuột cũng nhâm nó nhảy tới, nó chụp mày tao không biết. Rồi, chứ rồi. Hey. Hùng ơi, Hùng ơi. Rồi. Đây nào đây? Đồ của tao nha. Có cái nịch. Của tao quay của tao chứ có cái nịch gì. Rồi chạy xe xuống ruộng luôn hả? Chán quá, đi xào mốt không có nữa. Gì mày? Hen. Đâu? Cơm. Ăn dịp cơm mà, con đất hơi bự rồi. Kìa, đồ bít kìa. Lỗ đâu? Chỗ rẻ gì á. Ấu gỡ cũng tốt. Đây, bít kìa, đồ bít kìa. Chạy vô ba. Ở bên kia. Ừ. Mẹ. Trời, xe bắt xe chết rồi. Trời, bắt được chuột các bạn. Quá dữ luôn. Quay cũng bắt được chuột cái nè. Trời, chụp sạc. Qua đây nè. Trong cụ nó thấy mập, chạy qua đây rồi. Qua đây nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Dính chưa khầy. Mấy thằng đồng chụp chuột cái gì. Nè, cái đây nè, cái đây nè, giữa nè. Đây nè, hôm qua, hôm qua thiệt à, dính rồi đó. Đâu? Chào, tao. Ôi, dính rồi kìa. Chào. Chào. Để gần đi ơi. Quay. Bỏ đúng không? Nhỏ quá. Dậu, dậu. Cơm bằng bắp tay luôn. Đâu? Bắp tay em bé. Anh thôi, lúc nào xảy cũng bắp tay hết trơn á. Bắp tay em bé mà chưa nghe cũng sao á. Chạy đâu? Đâu, đâu, đâu. Chạy đâu đó đi. Chạy, 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 chạy kìa. Nhìn chưa? Kéo qua đây nè, qua đây nè. Bên đây nè. Tao dính rồi nè. Dính đồ dính ngay đây nè, mới thấy chạy gì chưa. Rồi rồi. Ôi, dính, dính đây, chết đây rồi. Quá chập rồi. Chết tao quá, rồi chết. Quá trời. Đó nè. Dính rồi. Dính chưa? Dính rồi chứ sao không phải. Dính đâu? Nè. Đó. Dính. À, mày lông nhiều hơn của em lắm dính này nha. Đó đó, đó. Chào mày. Nói anh em. Chú hai con. Cảm ơn nhiều. Đủ nhậu rồi đó. Nhậu im gu luôn. Mấy lít rồi đó? Có mua cho gái. Hai con hai lít. À, mua cho con gái thì mấy con chở thêm được. Để mua kem cho mấy con lính ăn có sức chụp chuột coi. Mày phải không tem đi theo tao mày. Trời đông như trời. Kêu cái xe kem dựng cái nằm thẳng đi. Chú quen con. Thôi heo cho mày luôn.
đi quay nó dành được mấy chục ngàn bao mới lớn hết luôn. Hết nhiều chú. Vừa đủ hơn quá không à, thiếu tiền rồi. Lắm rồi chưa ăn được món này, cỡ được một ngày trước rồi đó. Lâu lắm tao mới tốn tiền như thế này luôn á. Mời các bạn kem nha. Trắng luôn. Mời các bạn kem nha. Mời mọi người nha. Wow. Ê Hiền. Gì? Nãy giờ ăn kem ngon không? Ngon. Mát không? Mát. Nói nghe nè, trên đời không ai cho không ai gì đâu. Nên hồi á, cho anh là mấy con chuột. Nãy giờ ăn hay kem của anh rồi, tốn tiền lắm rồi. Có 10 ngàn rồi đó. Hồi cho lại chừng nửa bịch được rồi. Ok. Ok. Giờ chia trước đi, mất không hồi quên nữa. Chia Nam, lấy Nam. Tôi theo chú kênh này xấu hổ quá. Rồi mày ăn không? Ăn. Ăn. Ăn thì đổ ra. Hả? Để vô hết trời. Cái kia đó cho mày phân nửa mà. Nè, lấy tao chia cũng bằng lắm. Nè, phân nửa không? Phải phân nửa không? Nửa bịch nè. Nửa bịch lấy hết. Biết nãy đừng ăn hai cây kem được rồi, nãy ăn một cây được rồi. Khi mà mày ăn cuốn xì ke rồi á, mày không có nhảy ra được đâu. Thì anh Thân hiểu ý em rồi đó. Một đâu, xuống đâu. Xuống gì đi, đâu đâu đâu. Của tao mà làm gì vậy? Dính rồi. Mấy cán mà sợ đây rồi. Mày thấy camera đang quay mày không? Được rồi ai. À được nhanh. Ướt gì trời. Trước hàng ngàn con mắt đang coi mày á. Chết. Ê. Gì vậy? Không chưa. Đâu? Đưa cái đầu mày ra tôi. Đâu 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 đâu. Chết rồi. Hay trời. Hiếu Mập ơi là Hiếu Mập. Đã người mày đen rồi mày còn đổi nón đen, quần đen, áo đen nữa, tóc đen không nhuộm màu trắng đi cho các bạn thấy mày chứ. Ok ta. Chủ kênh già gầu rồi các bạn ơi. Gầu có chuột rồi. Miếng này không có chuột nó xử miếng lính nè. Dạ hả? Dạ? Hay là miếng lính xử lại. Để gì? Thời tiết lúc này khô hạn quá. Bể chuột nó không ở. Ê, đây 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 nè. Đây nè. Hút nó. Đâu ơi. Ôi ôi. Liếu lan hết trơn. Dính chưa? Bự không? Đạp cái đuôi. Lẹ ghê ta. Cậu quý bự mà. Ê con bự. À, Hiền này là em ruột của Hiếu Mập nè các bạn. Mà đó thì Hiếu Mập cũng bắt hơn Hiền nha. Nên giờ nó mập quá giờ hết rồi. Mập mà nó bắt yếu Hiền Hiền. Thấy chạy nhẹ nhẹ mà chuột bự ghê ta. Kìa kìa kìa. Phát hiện Hiếu Mập với Nam Lùng phát hiện. Ê có chuột bự á tụi con ơi. Ở đây nè, Hiếu Mập đây nè, cái con cơ gà nè con. Vậy cũng rồi, đồ con còn cái lòng thòng siêu nhân hồng. Quá trời cái hang nó láng. Lúc này khô hạn quá nó vô hang hết trơn. Còn hang nè, đi đi. Ê, nhà lấy cái bọc nhà đó. Lắm anh em ơi. Ê, vô lắm rồi. Rồi, thành quả của mấy anh em mình được như đây nha các bạn. Vậy mày nhờ bận đi Thân. Mày không mới giả trong túi mày không quay. Của ta mà. Của mình.
rượu này là cái đám cuối cùng của cánh đồng này luôn các bạn. Bể chuột nó dồn về đây nè. Thì mùa này cũng ít chuột chứ không có nhiều nha. Con đựng dí nó để cho nó đáp xuống đi. Giờ con hãy chạy lại. Trước mặt là con nữa nè các bạn. Thiếu mập bắt được rồi. Vậy đi. Anh đi ra mừng nó cho các bạn coi nè. Hồi nãy ba bấm dưới cây kì. Con chim chép này nó ăn lục bình nhiều quá. Mệt hết trơn nè. Nãy giờ dí chuột. Để hồi người ta cắt tới vòng cuối mình đi anh bắt tiếp. Chuột. Hang nó vậy. Có chuột con nữa không? Có chuột bự ngoài. Nãy có chuột kia đây nè. Giờ nó đi rồi. Ôi bắt chưa? Trời ơi. Chạy chạy. Ủa rồi. Ê vô đây vô đây. Dính này. Quá dữ. Ôi dính này, dính này. Tôi dính này chú ơi. Tôi dính chú đừng ơi. Chỗ có tôi để cho. Đừng bắt chú ơi. Căng lúa đó chú ơi. Vậy. Ôi dính chú ơi. Thôi rồi. Đừng có giành ăn với già này một hai con chuột tới đâu mấy chú. Mấy chú còn trẻ, mấy chú còn thời gian, mấy chú ăn nhiều, tôi ăn mấy bữa nữa xong rồi cái đó ơi. Lấy rồi. Rồi. Không. Đâu. Lửa ngập. Chưa. Ơ chụp nè, chụp. Chưa. Lửa tới không? Lẹ. Chín. Cái gì vậy? Chín rồi nè. Đi. Bữa nay thay đổi phong thủy Út bận ấy bậy. Đeo cái khẩu trang màu hồng cho nó lịch lãm. Giờ còn vòng cuối luôn các bạn, một vòng cuối cùng. Trời ơi mấy chú ơi, đừng có moi móc ruộng của tôi mấy chú ơi. Người nông dân của tôi khổ lắm, làm cho nó bằng phẳng này kia nọ. Để mà mần ruộng mà mấy chú móc lên như thế này. Mấy chú ơi đừng có moi nữa mấy chú ơi, tôi năn nỉ mấy chú lắc lại cho tôi đi mấy chú ơi. Chị nào? Này. Đây. Đây một em nè. Dính không? Hãy cho Hiếu mập. Bỏ vô bên em. Bỏ vô. Đi sinh tồn mà bận đồ đẹp mà cái quần thì gách 8 lỗ. Đây ra ngoài kiếm bậy nó chừng 20 con được. Giữ Út. Trời ơi, Út phải đưa ra cái số liệu như vậy á tụi con mới thực hiện cho dễ. Hỏi trứng đâu anh em? Mày ăn rồi chứ đâu. Thôi chim mé mà chim lưỡi không ta. Biết. Để trứng người chị kìa. Trứng à. Trứng người chị kìa. Trứng à. Đây. Nhìn đâu ra hả? Trong cái đường này mình bắt đường con nè. Nữa. 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 Vô. Dạ dính như thế nào? Dạ. Dạ. Dính khẩu trang.
Mày lấy gì vậy? Hay lấy vậy? Giữa vừa nó nắng cái nó lên cơn hay vậy? Cái con tre nó còn chụp được, nói gì mấy con chuột? Nó đứng im mà thầy, con chuột nó chạy mà thầy. Thầy nói vậy? Út nói sẽ có một con. Còn một con. Con nó không có con nào á. Đoán đúng đi, Út mua kem cho ăn. Con không cần ăn kem đâu. Con nó có hai con đâu, tính gì? Một con, không có con nào luôn. Hai con, hai con. Chết. Gán kiếm con cái Hiếu Mập. Hai con đó là cá không? Chạy cho con. Hai con của mày nè. Rồi, hai con. Mua kem liền. Khỏi chạy. Thì ẩm thực ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ không tiết lộ là cái món kho gầu găm cho các bạn biết đâu, chừng nào làm đi rồi các bạn sẽ biết. Thành quả khá là nhiều. Một bọc. Nói đem bọc về rồi. Đem bọc về rồi, cái này là bọc thứ hai nha các bạn. Cái này mới vừa bắt, còn cái kia thì sợ nó sình nên mần này. Kìa, con chú ở đâu vậy kìa? Gì? Con chú ở đâu mày? Sao? Hồi giống như vô chi. Làm chú kênh cũng khổ, giờ phải làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nè. Thì chuột có thể làm nhiều món nha các bạn, nhưng mà mình thích ăn chuột kho gầu găm, cho nên là chú kênh mình nó làm. Ai đó nói là chú kênh? Chứ ai? Tôi. Mày chú kênh? Vậy vậy thầy vô thầy làm đi. Tôi nhường thầy nè, mệt lắm mà. Chú thôi mày làm đi, chú thôi mày làm đi. Trời ơi. Ê chú bé rồi mà nãy chó lên kìa. Đừng là gì, đừng là chú anh. Nhanh nhanh nha, nhanh. Nhanh quá. Chuột này mình bầm ra mà kho găm là hết bài luôn. Thì có một bài, một lòng quài hết bài phải rồi. Anh thích ăn thì em làm cho anh ăn cái gì đâu mà. Tại thấy mày làm được cái món tao miễn cưỡng mà ăn. Anh Thơm ơi, sao có món chuột ăn rồi nè? Thôi nãy giờ bắt chuột có món gà ăn chứ. Tìm có mấy người ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, lấy đũa một điếm nữa. 7 người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ từ, điếm lại cho chết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thầy Hiếu Mập. Từ từ, đỡ đầu điếm lại. Hiếu Mập. Cái gì? Mày học lớp 8 hay mày học lớp 1 mày? Thử điếm lại cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cha bố con xuống lại lớp 1 học đi nha. Để lỡ rồi, thiếu sao? Thiếu lấy tiếp. Ngon nhờ. Thôi mình đảm đàn ghê. Bớt thêm đi Thân ơi. Như đây sẽ đủ Hiếu Mập ăn. Gì mày, Hiếu Mập ăn ít lắm. Như đây thì đủ ăn rồi, còn mình nữa. Ừ. Lấy luôn. Dạ, ăn cho. Chấm. Cho anh đưa đũa nè. Đưa tao đưa đũa chi vậy? Ăn lấy Thảo. Ăn lấy Thảo gì? Mày ngáo cái gì Hiếu? Khùng. Hả? Đưa đũa mà không đưa chén lấy gì ăn. Giờ gần chín rồi, cắt cái găm vô là xong. Cho mấy thằng đại ăn giọng được rồi. Ê, cái gì vậy? Này không có Ngọc mày lộn hành lắm rồi. Rồi Thân ơi. Dạ. Còn nhiêu đây rồi làm ăn gì nữa? Bà ơi, còn như đó hả? Cắt cục luôn đi. Sao? Nhìn cậu có găm không? Kiếm cái nồi mát ăn Thân ơi. Đây được rồi đó. Ê! Dù bị thương, nhưng mà ta không bao giờ làm đổ. Một ngày làm cha tôi nhỏ mệt mỏi quá. Mày cha con nào á? Tao lớn mày á. Tao là cha mấy thằng con của tao. Tao là cha mấy thằng con của tao. Vậy thì được, tự nói cha tao. Phong à, cơm nè. Thân, Nam. Trời ơi, con tôi ra tiện kem tiện cái chó nó nhào lắm. Tao con cha thử miếng con. Dạ để dơ chứ. Tôi đánh hàng rẻ, tôi mới ăn cơm, còn này không có dơ à. Cái người đại dương đây rồi. Thằng con này em mượn hả? Gì? Bữa nay đi quay clip gì mà đem nó ra đây? Bắt chuột. Thông cảm đi, dạo này tới mùa dịch nè, không khí bị rẻ, ăn chuột đâu có được đâu, nên ăn cái này. Ừ, vậy đỡ tốn. Ê, Ngưỡng em. Gì vậy? Mày coi đây mấy thằng mà chơi bút cái giá cỡ đó. Không, tôi tính về vậy kìa nè, cái chuột cơm ăn. Mày làm cái gì Hiếu? Mày làm vậy có được không Hiếu?
biết bao nhiêu con ngựa ở đây mà mày đòi giết hết nguyên đó hả? Cặp tao á, tao bỏ cơm em tao ăn luôn nè. Mày làm gì được hả Nam? Biết bao nhiêu con ngựa ở đây mà cầm cái game ăn vậy hả? Thôi mày gỗ mày mua cho nó 40 ngàn này, mày vợ nó vẫn ăn. Anh em ơi, tôi ăn hết nổi anh em ơi. Sao? Anh em có cái ai mà đút cho tôi ăn được không? Ủa? Để anh mớm cho em nè. Ok. Ơi cái này là quẩy rồi, cái này là quẩy rồi, em tự được. Trời ơi, tao mới mày ăn mà mày sao mày tự lỡ? Rồi, tự được. Tao mới cầm đôi đũa lên là Hiếu bới chén thứ hai rồi. Không, này tôi bới im, đây xìa bới quết. Mở quà ăn chuột nha. Chén thứ hai, chén thứ hai. Chén liêm vừa tay ba. Liêm vừa miệng chứ liêm vừa tay gì mày? Nó lộn, nó lại, liêm vừa miệng. Hơi ngỏ với miệng con. Bảy rồi, cái này là... Nãy giờ quên lắm. Nãy giờ quên lắm. Quên gì? Mời bạn ăn cơm nha. Nãy mình quên luôn. Nãy giờ quên nữa. Quên hai nhỏ nữa. Hồi nãy trong tay của mình mời mấy nhỏ vô ăn à. Mà nó ăn không nổi về nhà. Ăn bình tĩnh thôi. Thấy mày bất bình thường luôn. Thịt chuột vàng khè luôn. Công nhận chị Ke có tài nấu nướng dễ hẹt. Thịt chuột ha, tôi kho bữa nào ngon thì ăn được chén, còn không ngon ăn được chén rưỡi. Thì bình thường anh cầm biến ăn á, thì anh ăn được chừng 6 chén à. Cũng bữa nào thấy hơi bắt miệng xíu, khoảng 1 chục chén. Mà bữa nào anh vui vui ha, chắc 20 được. Sắp hết máu luôn. Mấy 20 chén á, chứ ăn lên nổi. Không có, chén hơi xíu nè. Ăn gì đâu, tao mới nửa chén là 3 chén rồi. Lớn rồi nói chuyện với đàng hoàng nha. Nãy giờ ăn có 1 chén à. Mà nhưng bữa 3 lần. Chợ này bệnh hoạn nhiều quá ăn cơm nổi anh em ơi. Chắc khỉ muốn vợ đó bây giờ. Có vợ con khỉ. Thì mẹ con khỉ có vợ con khỉ không nữa, có vợ con gì. Anh nghe lộn của đó anh Phong ơi, em nghe tên Thủy nào á. À em biết rồi. Con bà Năm phải không? Đúng rồi, con bà Năm ở trong gò á. Cái túi chút ép hà, cỡ 100 mấy ký hà. Là hồi nãy giờ Út mình chạy tới chạy lui coi anh em mình quay sao rồi. Rồi xong Út đi làm tiếp rồi. Ê Phong ơi. Hả? Nãy anh mày nhắc tiền mày ngon rồi. Sao mày? Nhắc Út kìa, giờ Út đứng đó kìa. Trời ơi, Út ơi, cho cậu quay con có lấy cái chén giúp nè. Út, mày đây Út, mày đây Út. Trời ơi, mày đông đi. Ba cái chuột bỏ này mà ăn cái gì? Trời ơi, em biết Út mà Út đâu có hèm đâu. Út bán lúa, Út có tiền, Út mua cho mình, Út ăn mình phải không? Thường đâu dám uống cà phê đâu. Nay có tiền cái quất ly cà phê liền. Dân có tiền mà, mới đi mà mướn vô mà. Tập trung đi. Trời ơi, nồi canh này. Trời còn mấy cục cục nó dớt hết luôn đi. Anh em lo ăn đi, đừng chú ý tới tôi. Tại mày làm tụi tao chú ý á, chứ không phải là tao đâu. Anh cũng làm tụi chú ý á, đi bắt chuột ăn cá. Sao đâu. Nãy giờ ăn lâu chưa, kết thúc video đi, đừng Út đem cái chảo này vô cây. Dĩ Út. Đang hơi hết luôn á. Rồi, Út đem vô lừa đó rồi. Nó mới dắt thẳng rồi. Nó mới dắt là nó gom lại kìa. Thằng nào tên không? Cái tao. Tao lại đâu rồi. Thôi lo ăn chuột với tao. Tưởng đó thì Nam cũng đánh lộn không. Ai về thôi lo ăn chuột. Út mình dạo này vô mùa lúa bận rộn lắm nha. Cứ chạy đôn chạy đáo đi làm mướn cho người ta. Sáng giờ được 5 mẫu rồi đó. Ta mướn được các lũ bì á. Thì các bạn, chút mình lâu lâu thì xuất hiện được một chút. Mà tới giờ ăn cơm à, chút cũng xuất hiện có một chút à. Hồi chút đi nữa. Vô uống nước rồi, chừng cơm à. Chút thì hồi bán lúa thì bị tâm tức luôn nha các bạn. 3-4 ngày luôn. Đúng rồi. Có tiền rồi đi chơi. Có chơi gì cha, đi ship bao muốn. Ăn căng cái bụng chưa anh em? Chưa ăn tiếp đi. Hết cơm rồi. Cái mặt ăn xong rồi đừng mà mong cũng cho ăn. Rồi dẹp nghỉ nè. Nói chưa? Rồi. Thấy Nam gấp quà giúp chưa lo, để Nam gấp lên. Video xin tạm bắt chuột ngày hôm nay đã khá là dài nha. Mấy anh em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye.